Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sơn Bự. Thì ngày hôm nay mình đang có một cái... He's got a gun! Cái sản phẩm lần này mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một cái ống kính hội tụ. Mình không biết phải gọi chính xác nó là tên gì. Thì mời các bạn nghe cái tên của nó. Nanlai Forza 60 Projector Mount 19 độ len. Thì trong cái clip này mình sẽ tạm gọi nó là cái ống kính hội tụ ha. Thì cái ống kính hội tụ này nó sẽ bao gồm có hai phần. Đó là một phần ống kính và phần còn lại đó là cái đèn Nanlai Forza 60. Một cái điều mà mình muốn nói với các bạn đó là cái ống kính hội tụ này á, nó là ngàm của cái đèn Forza 60 này ha, nó không phải là ngàm Bowen. Về sau thì mình không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại thì nó chỉ có thể kết hợp được với cây Nanlai Forza 60 này thôi và không thể kết nối được với các đèn khác như là đèn Nanlai 300, 500 gì đó, hoàn toàn không thể ha. Thì các bạn có thể thấy được là ở trên tường mình sẽ có một cái vòng tròn như thế này. Thì vòng tròn này hiện tại đang rất là nét ha. Thì có một cái hay của cái đèn này á là mình có thể focus được nha. Khi mà mình đang sử dụng để mình có thể giả lập những cái nguồn ánh sáng làm background á, thì mình có thể thay đổi cho nó bớt nét lại hoặc là nó blur đi á, để mình tạo cảm giác là nó có chiều sâu nhiều hơn chứ không phải là nó sẽ cảm giác nó bị phẳng. Và bây giờ thì mình sẽ tạm thời mình để nó rất là nét như này ha. Ok, mình sẽ lắp lại. Ở bên dưới cây len này nó sẽ có một cái để cho mình khóa cái nét lại. Mình sẽ không có thay đổi cái vị trí focus được nữa. Thì bây giờ cái hình ảnh trên này của mình sẽ rất là nét ha. Và ở phía trên của cây đèn thì nó sẽ có bốn cái ngạnh như thế này. Và khi mà mình thay đổi bốn cái ngạnh này á, nó sẽ tạo ra những cái đường cắt để tạo ra cái hiệu ứng của mình. Đây mình có được một cái cục hình vuông này. Cái công dụng của cái này á, là các bạn có thể thấy là trong những cái set đó mình có thể tạo ra những cái luồng ánh sáng ở trên cái background. Một cái đường xéo như thế này rồi, mình đặt cái đèn ở một cái vị trí khác thì nó sẽ tạo ra một cái đường vệt dài rất là giống những cái tia nắng. Và mình có thể tạo những cái hiệu ứng khác nhau với nó. Và bên cạnh đó mình sẽ có thêm những cái miếng thép mà đã được cắt CNC sẵn như thế này. Mình có thể nhét vào bên trong cái đèn này để tạo ra những cái hiệu ứng. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem là những cái hiệu ứng của những cái này nó sẽ ra như thế nào ha. Và bây giờ đầu tiên thì mình sẽ có một cái tấm hình cửa sổ. Khi mà mình focus lại á, nó sẽ ra một cái cửa sổ rất là nét ha. Đây, một cái hình cửa sổ. Hiện tại đây là cái ánh sáng trong phòng của mình. Khi mà mình kết hợp cây đèn Nanlai 60 với lại cái ống kính hội tụ á, thì mình sẽ được ánh sáng như thế này. Đó, các bạn có thể thấy được là trong cái phòng của mình bây giờ hiện tại nó rất là chật ha. Mà nếu như mà chúng ta đem vô những cái đèn mà to tướng á, thì cái những cái góc quay như này thì chúng ta sẽ bị dính rất là nhiều cái thiết bị ở trong này. Như các bạn thấy thì mình đang sử dụng cái cây đèn Nanlai 60 với lại cái ống kính để gom sáng này, thì mình tạo ra được một cái nguồn sáng ở trên này. Mình giả lập lại nguồn ánh sáng mà của đèn trần nhà đó. Thì với cái cây đèn như này thì mình hoàn toàn có thể để rất là xa, thẳng ngoài set luôn chứ mình không phải đem vào trong set nữa. Nó sẽ rất là gọn gàng hơn là việc mà mình trong một cái phòng nhỏ mình đem những cái đèn mà nó to như thế này, đem vào trong set thì rất là cồng kềnh. Mình rất là ưng cái vụ này ha. Về công dụng của bộ hội tụ ánh sáng này á, thì nó có thể giúp cho ta tạo ra những cái đường line sáng, ví dụ như ở phía sau mình như thế này. Ánh sáng hiện tại đây là mình đang giả lập bằng một cái cây đèn Nanlai 60 với lại cái bộ hội tụ ở ngoài kia. Mình đánh vào cái background thì nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng giống như là giả lập cái cửa sổ. Còn đây là ánh sáng khi mà mình chưa setup. Về trải nghiệm của mình khi mà mình sử dụng cái bộ hội tụ ánh sáng này, mình đã có thực hiện ở hai set trước. Một cái set á, thì mình sẽ giả lập nó là ánh sáng ban đêm, đó là mình kết hợp thêm một cái miếng gel màu xanh dương nữa để mình giả lập được cái ánh sáng là màu hơi xanh xanh kiểu mà ánh sáng ban đêm á. Và một set còn lại á, thì mình đang setup cho một hãng thời trang gym. Cái nguồn ánh sáng chính đi vào từ cái cửa sổ lớn á, thì mình sử dụng một cây đèn Nanlai 500. Thì nó ánh sáng nó sẽ được đánh vào như vậy. Nhưng mà khi mà mình nhìn ra bên ngoài thì cái ánh sáng bên ngoài có vẻ là hơi thiếu một chút xíu. Nên là mình đã sử dụng thêm cái cây đèn này để giả lập một cái ánh sáng của cái cửa sổ ngay ở bên ngoài luôn. Bởi vì bản chất nó là hội tụ ánh sáng nên là với cái đèn Nanlai 60 thôi thì cái ánh sáng của mình nó đã sáng hơn nhiều so với cái ánh sáng thực của cái đèn Nanlai 60 rồi. Với cái cây hội tụ ánh sáng này á, khi mà mình cho vào những cái miếng cắt sáng khác nhau á, nó sẽ cho ra những hình dạng ở phía sau nó khác nhau. Nếu như mà mình có thể tự thiết kế được những cái miếng cắt sáng khác á, thì mình sẽ được những cái ánh sáng khác nữa. Đánh giá của mình về cái bộ hội tụ ánh sáng này thì cái bộ hội tụ ánh sáng này thì nó có cái điểm trừ duy nhất là không phải ngàm Bowen và nó chỉ gắn được trên cái Nanlai 60.
bỏ qua cái điểm trừ đó thì các bạn có thể thấy được là cái đèn này với cái bộ hồi tụ ánh sáng nó có thể tạo ra được những hiệu ánh sáng rất là khác nhau. Bởi vì khi mà trên set á, mình muốn tạo ra một nguồn ánh sáng mà từ ngoài cửa sổ đi vào, mình sẽ phải có thêm nhiều phụ kiện khác như là miếng cắt sáng nè, những cái chân si ten to lớn để mình có thể tạo được những cái đường ray sáng. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ có một cái đèn năng la 60 và một cái bộ gôm sáng. Như vậy là xong rồi. Không biết nó có thể làm được những cái hiệu ứng gì đó khác nữa không thì mình vẫn chưa có thể được test. Tại vì mình trải nghiệm thì mình mới trải nghiệm bao nhiêu đó thôi. Mình cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Còn bây giờ video mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye.